Chiều ngày thứ Năm 31 tháng 10 năm 2019, quán cơm gà Sối Mỡ Su Su tưng bừng khai trương tại địa chỉ mới số 123 đường Cống Quỳnh, phường Nguyễn Cư Trinh, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh, bên hồng trường Đại học Sân khấu Điện ảnh. Với thâm niên gần 17 năm, cơm gà Su Su đã trở thành một trong những quán quen thuộc với các thực khách trong và ngoài nước. Món cơm gà Sối Mỡ được chế biến hoàn toàn bằng máy móc tự động, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, từ khâu chiên cơm cho đến xối mỡ gà. Tất cả các máy chế biến này đều do tự tay anh Tuấn, chủ quán thiết kế. Thật sự ra là mình đam mê chế máy móc này nọ từ nhỏ. Đi đường, thấy người ta ghi cơm gà Sối Mỡ, thì cái bản năng về lý luận của mình hiểu liền. Gà Sối Mỡ nhiệt độ nó ngấm từ từ nó sẽ ngon hơn là gà chiên. Nhưng mà khi mình vô ăn thì họ bỏ vô chảo họ chiên. Thì mình mới nói cái này anh chiên đâu phải anh sối đâu. Thì họ nói rằng cái này là sối không có chín. Từ đó mình về mình nói để mình chế cái máy sối thử nó có chín hay không. Tại vì mình nghĩ rằng sối thì cũng phải chín thôi. Nhưng mà mình quan trọng là mình phải điều chỉnh được cái nhiệt độ cho nó chín từ từ thì nó sẽ ngon. Thì khi mà làm ra thử coi nó có chín không, suối kêu bạn bè ăn thử thì bạn bè nó khen ngon, nó suối mở quán rồi mới mở quán luôn. Nhân dịp khai trương là xin gửi lời tới tất cả quý khách là cầu mong chúc quý khách ăn ngon miệng, và xin nếu mà có cái sự đóng góp hay là phản ánh gì về vấn đề quán thì quý khách vui lòng gọi hoặc nhắn tin cho số điện thoại 0937 937 855 hoặc là Facebook cơm gà Su Su. Xin cảm ơn. Nước dầu óng ánh như mưa rào trút xuống miếng gà khiến cho lớp da bên ngoài vàng giòn, trong khi vẫn giữ được độ mềm của thịt gà bên trong, không làm cho miếng thịt bị khô như cách chiên gà ngập dầu thông thường. Máy xào cơm với cơ chế tự động hóa, nhân viên chỉ cần bật máy lên là cơm đã được xào trộn rất đều, tuyệt đối không có trường hợp bị gión cục hay dung dãi ra ngoài. Miếng gà giòn rụm thơm ngon, ăn kèm với nước chấm được pha theo công thức riêng biệt và gia truyền, có vị đậm đà rất đặc trưng, mặn mặn, ngọt ngọt, tạo nên một trải nghiệm vô cùng độc đáo. Nói chung là gà thì rất là ngon, giòn, cơm cũng ngon. Nói chung là cái cà này là quan trọng là sối mỡ. Nói chung là theo cái công nghệ máy của anh Su Su chế tạo ra rất là hay. Nước chấm, đặc biệt là nước chấm rất là ngon khi mà chấm miếng gà ăn rất là tuyệt. Mà cái máy này là do anh Su tự chế tạo ra, cho nên cái miếng gà này nó khác biệt so với các quán cơm gà khác. Là ở cái là da của gà rất là giòn, ăn bỏ vô miệng nó giòn tan mà giòn rụm rất là ngon. Mà thịt ở bên trong thì rất là mềm, cơm cũng vậy các bạn ạ. Hạt cơm nó tơi ra mà bỏ vô miệng thấm rất là vị đó. Còn riêng nước sốt này thì có lẽ tất cả các quán cơm gà không ai có được cái nước sốt này đâu các bạn ơi. Thịt nhìn thấy nè, rất là vàng, ươm vàng luôn, ngon luôn. Sối mỡ chứ không phải là chiên mỡ, có nghĩa là mỡ nó xối xuống cái miếng gà để ở dưới, mỡ xối cho đến khi gà chín thì thôi. Khắp Sài Gòn này là mình chưa thấy cái quán gà cơm gà Su Su nào mà có công nghệ xối mỡ như này, nên là thịt gà bẻ ra ăn rất là ngon và thơm, cơm cũng rất là ngon nữa. Nói chung là miền Bắc mình cũng không có, từ Hà Nội mà đi vào đây thì mình thấy mỗi quán cơm của anh Tấn Su Su này là ăn là rất là ngon và tuyệt vời. Hãy đến với quán cơm gà Su Su, vừa được ăn ngon bổ dưỡng, vừa được xem công nghệ gà sối mỡ thật sự là như thế nào nhé.